Rồi, xin chào các bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Và hôm nay ở đây chúng ta có mẫu Ranger Raptor, xe bán tải đóng biển, xe con đó, 1 tỷ 2. Cụ thể thì mức giá niêm yết ở đây là 1 tỷ 198 triệu đồng chưa bao gồm khuyến mại. Và cái màu xám này thì là màu khá là hiếm, hay đúng hơn là khá là độc. Tuy nhiên thì cái màu này nó lại rất hợp với con Raptor này. Đây, chúng ta cùng xem này, vô cùng hầm hố. Ranger Raptor là mẫu bán tải nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, và nó có một vài điểm lưu ý khá hay so với những chiếc xe Wildtrak thông thường. Cụ thể ở đây thì chúng ta thấy này, cái option nội thất bên trong nó thể thao hơn, và nó giống như những chiếc xe độ xe thể thao, nó không quá cầu kỳ về mặt chi tiết option về tính năng an toàn, tức là những công nghệ thông minh thì có thể thua trên Ranger Wildtrak. Tuy nhiên thì về chế độ lái hay là cảm giác lái thì nó hơn hẳn. Chúng ta có vô lăng thể thao chỉ xanh và vạch kẻ đỏ đấy, ở giữa vô lăng này có cái nét thể thao ở trên Ranger Raptor. Ghế chỉ xanh Raptor này đó. Đây là chiếc xe mới và chuẩn bị bàn giao từ khách hàng. Bậc gang, bậc này thì cứng vô cùng luôn. Chúng ta xem, đây là mẫu 2020 đó. Cái đèn này đã là đèn mới rồi này. Hiện nay thì cái mức giá của nó đang là 1 tỷ 198 triệu đồng. Quý khách hàng có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp với mình, có hotline đang đính kèm trên video rồi. Khá là đẹp, vô cùng đẹp. Ranger Raptor màu xám.